Thì chúng ta đem vào ngâm qua nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo cái tươi này nè. Và bỏ vào nồi cũng đổ 2 lít nước và nấu sắc lại cho Hải còn 1 lít rưỡi và chia đều trong ngày. Đấy, thì đây sẽ giúp chúng ta làm mát mẻ cơ thể, thanh lọc nè. Đấy, rồi thanh lọc cơ thể nè, rồi hỗ trợ về máu nhiễm mỡ nè. Đấy, hỗ trợ về tiểu đường nè, hỗ trợ về cao huyết áp nè. Rồi hỗ trợ về phòng đột quỵ và tai biến vỡ mạch máu nè. Phan Hải xin kính chào quý anh chị mình ha. Có một cái căn bệnh đó là khi mà những người lớn tuổi á, mà chúng ta bấm vào da thịt vậy thì nó sẽ bị thâm, giống như nó bể mạch máu vậy đó. Khi ta bấm nhẹ vào thì nó sẽ bị cái màu đỏ đỏ nâu nâu. Thì nếu như mà chúng ta đi khám bệnh thì người ta sẽ nói mình là bị mỏng mỏng cái mao mạch, rất là dễ bị vỡ. Thì thường thì những người lớn tuổi thì hay bị như vậy. Cô anh chị mình cũng không có để ý chứ Hải đã chia sẻ cái bài thuốc này rất là lâu rồi. Từ cái cây này đây, cây này nè, đây, đây, nó đây ha. Bạn Hải sẽ quay kỹ cho cô bác chị mình ha. Thì cái cây này á, là cái cây gọi là cây thành ngạnh hoặc gọi là cây nhành ngạnh ha. Thì cây này á, nó có rất là nhiều công dụng. Thì trong đó có một cái công dụng là nó giúp bền thành mạch, làm thành mạch nó dày lại, bền thành mạch. Thì bền thành mạch thì nó sẽ rất là sẽ làm cho cái mạch máu và mao mạch chúng ta nó khó bị vỡ. Vì khi mà chúng ta sử dụng nó thường xuyên, chung là nấu trà uống thôi chứ không có làm gì mà quan trọng lắm. Thì nấu trà uống hàng ngày thì nó sẽ giúp chúng ta bền thành mạch. Đó là một trong những công dụng rất là tốt. Thì cái mạch máu chúng ta nó mỏng thì nó không phải đơn giản như là cái vấn đề chúng ta bấm thì nó bị vỡ ra mao mạch đâu. Rất là dễ bị vỡ máu, gây đột quỵ. Đấy. Chúng ta sử dụng cái này thì nó sẽ giúp bền thành mạch. Hỗ trợ là vấn đề là ví dụ như máu nhiễm mỡ. Bền thành mạch, giúp lưu thông hoạt huyết, giúp hỗ trợ điều trị những cái vấn đề ví dụ mất ngủ do thiếu máu não, rối loạn tiền đình, nhức đầu. Những người mà sử dụng cái cây này thì nó còn có những công dụng ví dụ như là nó thanh lọc cái cơ thể chúng ta. Đấy, rất là tốt luôn. Thanh lọc cơ thể, máu nhiễm mỡ, rồi nói chung thì rất là nhiều cái công dụng tốt cho chúng ta, như những công dụng tiêu biểu như Phan Hải đã chia sẻ đấy. Đấy, nó phòng được cái đột quỵ tai biến, rất tuyệt vời không? Đấy, bây giờ Phan Hải sẽ quay kỹ cho cô bác chị mình cái thành ngạnh hoặc cái ngành ngạnh ha. Phan Hải cũng đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi, nhưng mà rồi cũng đã lâu cách lâu rồi Phan Hải chưa có chia sẻ lại ha. Và cô bác chị mình cũng quên đi cái công dụng tuyệt vời của cây này. Cây này thì Hải thấy cũng rất là nhiều địa phương có ha, rất là nhiều địa phương có. Đây, nó đây, lá của nó đây, cái đọt của nó nè, màu đỏ đỏ như thế này, người ta hay gọi là cây đỏ ngọn ha. Đấy, cây đỏ ngọn hoặc là cây ngành ngạnh hoặc là cây thành ngạnh. Đấy, trên này nhiều lắm nè. Đây, đấy, vừa rồi nó có hoa, có hoa nhưng mà rụng hoa hết rồi. Hãy cũng quên quay cái hoa cho nó. Khi mà cái hoa nó rụng á, thì khi mà cái lá nó rụng hết, cái mùa vừa rồi á, mà cách đây khoảng tháng 2 tháng á, thì khi mà cái lá nó rụng hết thì nó sẽ có hoa. Đấy, nó sẽ có hoa. Hoa của nó thì màu trắng trắng, trắng trắng thì có nhị tím tím. Đấy. Thì cây này thì chúng ta sử dụng như thế nào để hai bẻ rồi hãy chia sẻ cho quán chị mình ha. Đấy, đi ra ngoài chia sẻ cho quán chị mình ha. Đó. Quý cô bán chị mình thấy không? Rồi Phan Hải sẽ chia sẻ cho quán chị mình kỹ này, cái lá cách nhận biết ha. Về cái lá của nó thì chúng ta ra ngoài chúng ta thấy ha. Loại này nó có 2 loại ha, loại có lông và loại không lông. Loại đang hãy Phan Hải đang đang chia sẻ với quán chị mình là cái loại có lông. Thì hai thấy thì cái loại có lông thì người ta thường xuyên sử dụng nhất ha,
thường sử dụng. Đây, loại này thì lá nó có hơi lông lông nè, các bạn chị mình thấy nó trắng trắng không? À, trắng trắng nè. À, thân, à, cái thân nhánh đó, thân nhánh ha, cũng có lông ha. Lá bị trên bị dưới cũng có lông ha. À, ở mặt trên thì nó màu xanh như thế này nè, ha. À, mặt dưới thì cái màu nó bạc bạc. Mặt dưới thì nó màu nó bạc bạc hơn ha. À, vẫn có lông ha. Đọt nó thì nó đỏ. Cái này nó chưa đỏ lắm đâu. À, vào mùa là nó đỏ đỏ tía luôn á ha. Gọi là đọt đỏ, cây đỏ ngọn ha. Hoặc cây ngọn đỏ. Đấy. À, những cái cuốn lá của nó thì nó cũng có hơi cái màu tím tím nè, ha không? Mà lá là mọc 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 đối diện như thế này, lá mọc đối như thế này ha. Đấy. Là lá nó cái hình cái hình mát như thế này ha. Đấy. Thì cây này á thì chúng ta sử dụng rất là đơn giản luôn. À, có nhiều cách sử dụng. Thì Văn Hải chia sẻ luôn chú anh chị mình nè. Nếu chúng ta có trồng á thì nó đơn giản lắm, mỗi ngày chúng ta sáng ra chúng ta bẻ cho Hải khoảng 10 đến 15 đọt như thế này, cái đọt non non này nè. À, chúng ta ngâm qua nước muối loãng đi, rửa nước sạch để ráo chúng ta nhai. Nhai nuốt luôn. À, sáng làm lần, chiều làm lần. À, nếu chúng ta có trồng. Còn nếu như mà nó ít đọt quá thì chúng ta sẽ lấy cái lá của nó ha, lá và cành nhỏ như thế này. Thì mỗi lần sử dụng thì nếu chúng ta phòng bệnh hoặc chúng ta đang bị bệnh thì cũng dao động từ 15 đến 30 gram. 15 đến 30 gram lá và cành nhỏ này khô bỏ vào nồi. À, chúng ta sẽ đổ 2 lít nước và nấu sắc còn khoảng lít rưỡi và chia đều uống trong ngày. Thì đó là cách mà chúng ta có thể sử dụng khô. Đó, 15 đến 30 gram đó là liều lượng khô. Nếu mà chúng ta không muốn sử dụng khô mà chúng ta muốn sử dụng tươi thì nó dao động từ 45 đến 780 gram. 780 gram, từ 45 đến 780 gram. Thì chúng ta đem vào ngâm qua nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo cái tươi này nè. Và bỏ vào nồi cũng đổ 2 lít nước và nấu sắc lại cho Hải còn 1 lít rưỡi và chia đều uống trong ngày. Đấy, thì đây sẽ giúp chúng ta làm mát mẻ cơ thể, thanh lọc nè. Đấy, rồi thanh lọc cơ thể nè, rồi hỗ trợ về máu nhiễm mỡ nè. Đấy, hỗ trợ về tiểu đường nè, hỗ trợ về cao huyết áp nè. Rồi hỗ trợ về phòng đột quỵ và tai biến vỡ mạch máu nè. Và những người nào mà có cái chứng mà bị mau mạch mà nó mỏng á, cái thành mau mạch nó mỏng á, chúng ta bấm vào vậy thì nó bị bởi những cái mau mạch á, nó sẽ thâm đỏ ha, một bệ lâu lâu lắm rồi nó mới hết ha. Thì đó là nó phòng được cho cô bán chị mình luôn ha. Thì đó là rất là nhiều cái công dụng của cái cây thành ngạnh này. À, Hải thấy thì nhiều người Hải thấy nhiều người là chặt làm củi ha. À, cho nên nó là Hải thấy rất là tiếc ha. Ở này thì nó có vị gì, nó vị chát ha. Chát hơi đắng ha. Chát hơi đắng thì quán chị mình uống cũng không đừng có ngạc nhiên ha. Hải cũng sẽ chia sẻ cho quán chị mình. Thì Phan Hải cũng đã mua hộ cho rất là nhiều của quán chị mình về cái cây này. À, mà cây này á ở miền Tây, miền Nam thì ít lắm, nhất là ở miền Tây thì không có đâu ha. Miền Nam thì ở Bình Dương của Hải thì lâu lâu được thấy đường cây, còn ở miền Bắc á mới nhiều ha. Ở miền Trung đổ ra Bắc thì nó mới nhiều ha. Còn ở miền Nam thì ít lắm, có nhưng ít ha. Ở miền Nam với miền Tây thì thường thì có loại gọi là cây xăng ve đấy, là đó là loại cây ngành ngạnh mà nó không có lông ha. Nhưng mà loại đó thì người ta dùng để ăn bánh xèo, bánh tráng rồi thôi, ăn rau sống. Còn thường nếu mà để nấu uống á, thì người ta sẽ nấu cây thành ngạnh lông này. Thì đó là một số cái vấn đề hôm nay Văn Hải muốn chia sẻ cho quý anh chị mình. Và nếu như quý anh chị mình không có biết tìm mua ở đâu, hoặc là muốn mua thì chúng ta có thể, một là chúng ta lên mạng mua, hai chúng ta đến tiệm thuốc nam chúng ta mua. Đấy, thì chúng ta có thể tự tìm mua. Đấy, trên mạng hoặc là trên nước Nam ha. Mà trên mạng thì nói chung cũng hy hữu lắm. Văn Hải cũng không có khuyến khích lên mạng mua bởi vì cũng không biết chất lượng nó là sao. Thì tìm trên tiệm thuốc Nam đi ha, chúng ta mua. Còn đối đế nữa không có thể mà mua được thì Văn Hải khó nhận mua hộ cho quý chị mình về cái thành ngành này. Cái thành ngành này Văn Hải khi mà vừa mới nhận mua hộ năm rồi, khi mà vừa mới nhận mua hộ là Văn Hải đã mua cho cô bán chị mình rất là nhiều rồi cây này. Nhưng mà uống của nó thì chúng ta không có cảm nhận được liền trong 1-2 tuần đầu đâu. Thời gian lâu dài sau này 5-3 tháng sau này chúng ta mới cảm nhận được cái sức khỏe chúng ta nó biến chuyển ha. Uống cái này, uống thì cứ lâu dài uống ha. Nếu mà chúng ta không có điều trị bệnh thì chúng ta phòng thì chúng ta cứ khô nè, cứ 15 gram thôi, nấu trà uống hàng ngày. Đấy, rất là tuyệt vời.
Thì sau lưng Hải đây là những cái thông tin mà cô bán chị mình muốn có số Zalo của Hải và nhờ Hải mua hộ dược liệu ha. Đây cô bán chị đọc kỹ ha. Và loại này thì nó sẽ giúp hỗ trợ như bạn Hải đã nói rồi, huyết áp, tiểu đường, máu mỡ, rồi bệnh thành mạch, thì nói chung là rất là nhiều cái vấn đề từ cái cây đỏ ngọn này. Đây. Loại này mà có trồng ở nhà thì cũng tuyệt vời, nhưng mà nó là dạng cây gỗ, cây nó lớn lắm, nó lớn cây ha. Rồi thì cũng có xong ha. Thì cuối video Văn Hải cảm ơn quý bác chị mình rất là nhiều đã luôn đồng hành và ủng hộ anh trong suốt khoảng thời gian qua. Văn Hải kính chúc quý bác chị mình luôn mạnh khỏe và an lạc trong cuộc sống. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý bác chị mình trên kênh YouTube Văn Hải Channel vào những video tiếp theo.